Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn con máy scan hai mặt tự động của hãng Fujitsu. Model là Fujitsu FI7160. Máy này là máy scan tốc độ nhanh. Hình ảnh thì tương đối là rõ nét các bạn ạ, nhìn chung chất lượng hình ảnh rất là tốt. Nó in kết nối với máy tính qua cổng USB và nó sử dụng cục nguồn 24V để cấp điện cho nó chạy. Bây giờ mình sẽ scan thử cho các bạn coi. Kéo đỡ giấy này lên. Đó. Bỏ giấy rồi. Mình scan luôn cả một sấp luôn. Giấy để ngay ngắn để sát xuống dưới thì nó mới quấn được. Rồi. Mình sẽ scan màu color. Máy chạy tốc độ rất là nhanh các bạn. Đó. Nó lấy giấy từ phía dưới nó lên. Đó, tốc độ rất là nhanh luôn. Rồi, xong. Đây. Một đống scan ra đây, tất cả 26 trang. Máy này nó tự động nó bỏ trang trắng. Nếu các bạn có trang trắng, các bạn có thể chọn chế độ là bỏ trang trắng hoặc các bạn có thể giữ lại trang trắng tùy. Rồi. Mình lưu lại. Yes. Lưu vào desktop đi ha. Đặt tên file là 12345 đi. Các điện thoại mình nó quay hơi mờ, các bạn thông cảm nhé. Rồi, đây, cái file mới scan ra đây. Mình mở lên coi thử nào. Rồi. Trang 1. Chất lượng chữ rất là đẹp các bạn ạ. Rõ nét, trắng trẻo. Nó tự động nó xoay đúng chiều giấy các bạn này. Nãy mình để chiều đứng hết nhưng mà cái giấy nào chiều ngang là tự động nó xoay chiều ngang cho mình luôn này đó. Đang khổ ngang này. Rồi, mình kéo tới mấy cái trang màu đây này. Có màu. Mấy trang có màu chữ. Rất là đẹp. Phiếu dịch vụ bên mình. Đó. Hình ảnh rõ nét, chữ nghĩa rõ nét. Tốc độ rất là nhanh. Máy thì nhỏ gọn, khi không xài nữa các bạn đóng cái nắp lại ấy. Rất là nhỏ gọn. Đó. Rất là gọn các bạn ạ. Bộ cơ này rất là mạnh mẽ. Rồi. Mình đã giới thiệu đến các bạn con máy scan Fujitsu FI7160. Bạn nào có nhu cầu cần mua hoặc là tham khảo thêm về nó thì liên hệ với bên mình. Chào các bạn.